Hello, bây giờ sẽ là video tiếp theo. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cái Omega này nè. Đó, bạn thấy không? Thì mình cũng đang mở hộp. Đây là một cái loại thực phẩm bổ sung mà cái nó dành cho cái người bình thường luôn. Người bình thường cũng có thể dùng, chứ không nhất thiết gì phải là người tập gym cả. Tại vì nó là một cái nhu cầu thiết yếu của con người. Nó rất là thiết yếu với cơ thể nha. Tập gym cũng dùng, người bình thường cũng dùng, mình có thể là mua về cho gia đình nè, ông bà ba mẹ một rồi có thể dùng cũng được luôn. Thì cái loại này là omega 3, nó là dầu cá, một loại không thể thiếu đối với người bình thường luôn á. Thì giờ mình xem sơ qua nha. Nó so rõ thành phần, nó ghi là so rõ thành phần EPA và DHA. Thì khi mà mình mua omega 3 á, nó là một cái chất béo tốt, rất là tốt nha, chất béo này rất là tốt. Thì nó có khả năng là giảm được các ung thư nè. Nó tốt trên nhiều phương diện luôn. Nó có thể bổ tim nè, nó cho hệ hô hấp mình nó tốt nè, tập luyện cho nó ok, tuần hoàn máu rồi đó, tim mạch, rồi não bộ, trí nhớ. Và thứ hai là về da dẻ nữa. Và nó cũng là một phần dọn được cholesterol, giảm được chất béo xấu trong cơ thể luôn. Bởi vậy thì nó cực kỳ quan trọng. Mà cái khi mà cái chi phí của nó không có quá cao. Ở đây là trên tay mình là cái hũ 500 viên. Tại vì mình sẽ sử dụng cho cả gia đình luôn. Chút nữa mình sẽ khui. Còn bình thường á, mình thấy các loại này nè, mình thấy các gymmer người ta hay mua 200 viên. 200 viên thì mình xài đâu đó được 100 serving. Còn mình thì mình dùng, chút nữa mình sẽ bóc tem cái này. Một ngày thì chúng ta dùng bao nhiêu viên? 2 viên thì 250 serving. Như vậy nếu mà gia đình 5 người, 4 người, 5 người thì mình dùng đâu đó khoảng 2 tháng. Chúng ta đúng rồi, khoảng 2 tháng các bạn. Gần gần đó đó. Thì cái thành phần của nó là EPA với là DHA, thì lúc nào nó cũng là thành phần quan trọng trong omega. Khi mà mua omega mà để ý hai thành phần này, nó cao hay nó thấp, thì theo mình thấy là 240 với là 360 thì nó là một con số là trung bình khá, không quá cao nha. Có những loại nó cao hơn là 300 mấy, 400 luôn, thì nó cao hơn, nó cũng cao một chút xíu thôi chứ không nhiều. Mỗi số này nó sẽ lên đâu đó 5-6-70 gì đó. Nói chung là chất béo của nó cũng là khá là ít. Tại vì cái này là chất béo của dầu cá mà. Thì cách dùng thì mình sẽ dùng chung với lại bữa ăn, hoặc là sau bữa ăn cũng được. Miễn có chất béo trong bữa ăn, mình thường có chất béo thì mình sẽ bổ sung nó vào, nó sẽ hòa tan chung với chất béo của thức ăn luôn, thì hấp thụ rất là ok. Cái loại này là được sử dụng rất là nhiều, người ta chuộng nó. Bởi vì một cái điểm cộng của nó là nó vào Việt Nam mình rất là lâu rồi, non GMO luôn nè, là không có cái thành phần gọi biến đổi gen. Nó vào Việt Nam mình rất là lâu mà được nhiều người ta sử dụng lắm, là có tin tưởng đó. Đắt của nó thì nè, rất là xa nữa, 2024 đó. Những loại này thì thường bán rất là chạy. Cái omega này thường thường á, mình sẽ bảo quản nó là tránh ánh sáng trực tiếp, tránh nhiệt độ cao, bởi vì trong nó sẽ chảy nước, nó chảy ra. Nếu mà ánh sáng vào thì cái viên của nó sẽ bị chảy ra. Bây giờ mình sẽ khui siêu luôn. Thì con số quan trọng là số này với số này nha. Thì tóm lại là thành phần của nó là 180 DPA và 120 DHA cho một viên. Một ngày mình dùng 2 viên, dùng chung với lại bữa ăn. Thì nếu mà gia đình nào có nhiều người á, thì mình dùng 500 viên như vậy cho nó hợp lý. Cái lợi hại của nó thì nó tức là đem lại cho mình cái lợi ích rất là lớn, mà chi phí bỏ ra thì nó không bao nhiêu hết đó. Viên có mấy ngàn, chưa được nhiều hay chưa được 2.000 nữa. Chưa được 2.000 luôn. Có 1.000. Ngàn mấy à, chưa được 2.000 luôn. Không nhiều nữa. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra. Rồi mình đập sơ cái này thử là nó có cái gì khác không. Chỉ dùng cho người lớn nè nha. Để xa tập tay cho em thì cho em không được dùng loại này. Đó, khi mình khui ra nó có thể rất siêu như vậy.
Rồi, anh coi thử cái seal nó ghi gì đây. Release. À, quên. Nó ghi là seal for your protection. Tức là cái seal này là seal bảo vệ không khí không cho vào trong. Thì cái cách bảo quản của cái loại này bạn biết sao không? À, đây mình khơi đây rồi, mình chỉ bạn cách bảo quản nha. Đó, mình sẽ khơi seal luôn. Đó, cái dầu cáo nó thì lúc nào cũng vậy rồi. Đây nha các bạn. Đó, thì các bạn thấy rồi mà. Cái này là rất là nhiều người ta quay rồi. Tại vì người ta không quảng cáo thương hiệu thôi, chứ còn các bạn gamer trên TikTok hoặc là các YouTuber rồi đó, ta dùng rất là nhiều cái loại này. Đó, cái viên của nó thì nó trong suốt như nè. Đó, thì bên trong sẽ là dầu của con cá. Đó, mình biết vậy thôi, ta điều chế ra hết rồi. Thì mình uống chung sau bữa ăn cũng được. Thì mình nãy mình mới ăn thì giờ mình uống luôn. Lại một chút. Ngậm vô thì mình thấy nó không có vị gì hết bạn. Uống miếng nước vô. Rồi, vậy thôi. Đó, thì mình sẽ bảo quản rất là nhiều nha các bạn. Cực kỳ nhiều nha, 500 viên lần. Sẽ hướng dẫn các bạn bảo quản nha. Thì nếu mà mình hũ nhỏ, hũ 200 viên vậy thì mình chỉ cần đậy lại thôi. Không cần phải làm gì hết, tránh ánh sáng trực tiếp. Với lại cái hũ này thì nó cũng đã làm kiểu không có trong suốt á, thì nó sẽ tránh ánh sáng, ánh nắng trực tiếp rồi, ánh nắng rồi ánh sáng ngoài trời rồi này nọ, cho nên cũng không sao. Nhưng mà nếu mình mở ra mà hũ 500 viên này nè, mình sợ mà mở ra mở vô nhiều lần quá, mở 500 viên mỗi lần mình uống một viên hai viên gì thì mở ra mở lại tới 200+ lần lận, thì mình sợ nó sẽ cái chất lượng bên trong nó sẽ bị ảnh hưởng. Hey. Có một cái lọ khác mình chứa nó. Cái lọ này là lọ giải độc gan, mình dùng cũng hết rồi. Thì mình sẽ chứa nó, mình bỏ qua. Đó, mình đổ qua. Cho vào cái nắp rồi mình đổ vô thôi, rất là dễ. Tiếp, cho vào cái nắp. Đó, mình đổ đầy luôn. Tức là giống như mình lấy một cái hũ phụ á, đổ vào để sau này mình dùng trong cái hũ này thôi. Mình dùng vào mình thấy cái màu như vậy là mình biết rồi. Thì mình chia đâu đó vô khoảng trăm mấy viên á. Nó hơi vất vả xíu nhưng mà mình chịu khó rồi. Mình dùng đâu đó mấy lần chứ mấy, làm mấy lần là nó đầy cái hũ này rồi. Gõ gõ xíu là tột xuống dưới. Rồi mình đậy lại, cho nó một khoảng trống đi. Rồi cho nó một khoảng trống để mình lắc. Đó, như vậy cái hũ này mình sẽ để nguyên trong này luôn. Đó, mình sẽ không mở ra nữa. Mở ra lâu lâu mình lắc nó một xíu cho nó không có dính với nhau thôi. Tại dầu rồi cá rồi nó sẽ dính, nó dễ bị dính với nhau đó. Thì mỗi lần mình dùng mình sẽ mở cái hũ này ra dùng, và cái những cái hũ này 400+ viên ở trong này sẽ được bảo quản một cách bình thường, không có bị cho không khí vào quá nhiều. Tại mình mở nắp nhiều nó sẽ làm ảnh hưởng nó. Đó, thì mình sẽ dùng vậy. Từ nay sắp tới mình sẽ mở viên này ra mình uống dùng thôi. Thì cái sự ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài nó vào những cái viên còn lại á nó không có nhiều, thì mình sẽ bảo quản nó tốt hơn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha.